Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện do đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nắm tình hình tại 4 xã Mỹ Hòa, Xuôi Hoa, Phú Vinh, Phú Cường. Qua kiểm tra và làm việc với các xã cho thấy, công tác phòng dịch đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 4 đơn vị đã chủ động thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác phòng chống dịch, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như thực hiện tốt các bước trong chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn theo đúng luật định. Hiện nay, theo kết quả truy vết, trên địa bàn xã Phú Cường có 12 trường hợp F1 đang được cách ly tại trung tâm y tế, 30 trường hợp F2 đang theo dõi sức khỏe tại nhà. Xã Xuôi Hoa có 1 trường hợp đi từ bệnh viện ca Tân Triều về đang theo dõi cách ly. F2 có 22 người. Tại xã Phú Vinh có 3 trường hợp đi từ bệnh viện ca Tân Triều về đang theo dõi cách ly. Làm việc với các địa phương, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn, đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, tập trung cao độ cho công tác phòng dịch, không được chủ quan, lơ là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, cách ly đối với những trường hợp đi đến và liên quan tới các địa điểm có người dương tính với COVID-19, tập trung tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch bệnh.